Nhắc đến chiến tranh, ai trong chúng ta cũng đều tự hỏi làm thế nào mà ở nơi chiến trường mưa bom bão đạn, bốn người lại có thể đánh tan cả một tiểu đoàn. Tuy nhiên, điều đó lại chính là câu chuyện về bốn người anh hùng Việt Nam. Đây là câu chuyện mà một cựu binh đã kể lại sau 38 năm cất giấu. Và điều đặc biệt là hành trình đầy nguy hiểm này kéo dài suốt 5 ngày. 5 ngày thể hiện sự kiên cường của bốn trinh sát Việt Nam. Họ bị lạc vào lãnh thổ Trung Quốc, không chỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt và sự truy đuổi của kẻ thù, mà còn phải chiến đấu với cả một tiểu đoàn Trung Quốc trong tình thế thiếu thốn đủ bề. Điều gì đã xảy ra trong 5 ngày cam go và không điện đó? Làm thế nào mà bốn trinh sát có thể vượt qua mọi khó khăn và lập nên chiến công phi thường? Hãy cùng ngược dòng lịch sử tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, tiếng súng nổ vang nơi biên giới, Đại Bác đốt cháy vùng Hoàng Liên Sơn, báo hiệu cho cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung bắt đầu. Thanh niên Việt Nam tình nguyện bằng máu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Họ bước vào trận chiến với quyết tâm cao, dù biết có nhiều người sẽ không trở về. Đất mẹ cần, họ giữ mảnh trời quê hương, hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ và tương lai dân tộc. Chiến trường khốc liệt, tàn bạo hơn phim ảnh, từng giọt máu, mồ hôi lính đã đổ xuống giữ từng tấc đất. Sau đây, chúng tôi xin trích dẫn toàn bộ câu chuyện qua hồi ký của những cựu chiến binh Cao Sơn kể về những ngày tháng cam go của đất nước. Ngày ấy, em thuộc tiểu đoàn 5, trung đoàn 692, sư 301, quân khu thủ đô tăng cường cho mặt trận. Khi đến Bắc Quang, cách Hà Giang khoảng 80 km, hơn nửa lính đảo ngũ. Em 17 tuổi, hăng hái, từ thị xã Hà Giang đi lên cổng trời Quản Bạ, nơi pháo Trung Quốc suốt ngày nã đạn. Chập tối, đơn vị dừng chân nghỉ, em với thằng Toàn xuống suối múc nước. Đột nhiên, pháo kích dữ dội, đất đá bay rào rào, Toàn nằm cạnh em không nhúc nhích. Em lay, nó không động đậy. Nó đi rồi. Em ở đó 6 tháng, tiếp quản của đặc công, địa hình điểm cao bên Trung Quốc dốc, nhiều vật cản, phía ta thoải và trống hơn. Bên kia tổ chức đánh theo phân đội 3 người, bộ binh ta khóc thét. Trung Quốc dùng pháo binh, rót pháo dồn dập vào vị trí trọng yếu. Khoảng 30 phút sau, bộ binh xong trận. Sau trận pháo đầu tiên, em hiểu thế nào là chiến trường. Khi liền chốt, lính trông như người rừng, thực hiện 3-0. Không mặc quần áo mới, không cắt tóc cạo râu, không bắt tay và chào tạm biệt. Bọn em nhanh chóng vào hầm, gọi là hầm cho oai. Pháo dập chúng thì 10 hầm như thế cũng không tránh nổi. Em cùng hầm với thằng Chính quê Hải Hưng. Nó nói ngọng, lúc nào cũng mơ ước được ăn lòng lợn. Chính lên đây 3 tháng, đã đánh 5 trận rồi. Em hỏi có sợ không? Nó vào trận đầu sợ, không bắn được. Nằm dưới hầm, thò súng lên trời kéo một băng. Chính nhập ngũ trước em 3 năm. Hôm đó, đơn vị nó đã được ra quân, cách nhà ga 15 km đi bộ. Một số cầm được quyết định là về ngay, còn số khác lưu luyến anh em ở lại đêm cuối. Không ngờ, đêm đó, bọn tàu dở trứng, toàn đơn vị được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Chính phải ở lại và hôm nay đang ngồi với em trong hầm chữ A. Em là lính mới, Chính phải chỉ bảo từng ly từng tí. Ra khỏi hầm phải đội mũ sắt nặng 1,4 kg. Chính bảo em tranh thủ mà ngủ, bọn tàu đánh không kể giờ đâu. Nó kiểm tra lại đạn, khóa an toàn, đặt súng rồi nằm ôm, lát sau đã gáy như sấm. Em ra khỏi hầm, nhìn ngó các hầm xung quanh, thấy mấy thằng khóc tu tu. Đại đội trưởng nhắn em về hầm, giọng ông mềm mỏng. Trên này, sống chết cách nhau gang tấc, mọi người cảm thấy cần nhau, dựa vào nhau để sống. Đêm ấy em không ngủ được, không phải vì sợ mà vì tiếc thời gian. Cứ nghĩ liệu ngày mai mình có dậy không, thế là lại càng cố càng mắt để thức. Sáng sớm, thằng Chính dậy, đứng tè ngay trước cửa hầm. Một tay cầm vòi phun lung tung, tay kia thả quả đạn cối vào khẩu cối 60. Tiếng nổ làm em giật mình, vừa lấy khẩu súng, đội mũ sắt lao ra cửa hầm. Thằng Chính cười hành hạch, bảo đấy là bắn cầm canh. Em kêu phí đạn, tàu nó sang thì lấy đâu ra đạn mà đánh. Chính bảo phải bắn cho chúng biết chủ quyền của Việt Nam ở đây. Các hầm xung quanh cũng thế, anh em vừa tè vừa bắn, ngoạn mục lắm. Trời sáng rõ, em leo lên hầm nhìn sang bên tàu, cũng rừng cũng núi như bên ta, sao nó còn muốn lấy đất ta làm gì? 8 giờ sáng, em được lệnh tập trung, khả năng hôm nay lại đánh. Một trung đội được lệnh vòng ra sau, đánh vào lưng khi chúng tấn công điểm cao. Em nằm trong nhóm đó, Chính nhìn em đầy lo âu, không chào tạm biệt, chỉ bảo em cẩn thận. Bọn em xuất phát, có trinh sát dẫn đường, hành trang gọn nhẹ, lương khô, nước, 2 quả lựu đạn, súng và 100 viên AK. Trinh sát là thằng Sơn Rùa, quê ở Đan Phượng, trước là lính trung đoàn 72, trinh sát luồn sâu. Cu cậu mới được điều lên đây, riêng nó có la bàn và bản đồ, địa điểm tập kết thì chỉ mình nó biết.
Đi đến chiều, bọn em dừng lại ăn lương khô. Mặt thằng Sơn tái ngắt, không hiểu vì đói hay mệt. Ăn xong, nó lại dụ anh em đi mau, truyền lệnh xuống phía dưới cho những người đi sau xóa dấu vết. Em chưa có kinh nghiệm chiến trường nhưng cũng thấy nghi ngờ. Trời tối, bọn em dừng chân ở một thung lũng. Mọi người tản ra, không được nói chuyện, không hút thuốc, không quánh lửa. Em tiến đến chỗ Sơn rùa, thấy nó cầm đèn pin bịt vải đen, chỉ khoét một lỗ bằng hạt gạo soi bản đồ. Em hỏi lạc đường rồi đúng không Sơn? Nó nhìn em sợ hãi rồi hỏi, sao biết? Em bảo, thế mày bắt đầu xóa dấu vết là tao ngờ rồi. Sơn bảo lạc vào đất tàu 5 cây rồi. Em tí xón ra quần, bây giờ mà gặp lính tàu, chắc chắn cái thung lũng này thành cối xay thịt. Sơn bảo có nên nói cho anh em biết không? Em bảo nên nói để anh em chuẩn bị tinh thần. Trung đội phần lớn là lính mới như em, một số lính cũ cũng chỉ đánh dăm ba trận thôi. Thoạt đầu mọi người rất hoang mang, sau cũng ổn định dần. Em bảo tối nay cố mà ngủ, nếu đánh thì đánh, chết thì chết, đời trai một xanh cỏ hai đỏ ngực, lo gì. May quá, đêm trên đất tàu trôi qua mà không có chuyện gì. Trời tảng sáng, bọn em quyết định nhằm hướng nam tiến về đất Việt, không cần trinh sát hay la bàn, cứ hướng nam mà đi. Mệnh lệnh được ban ra, tuyệt đối bí mật, gặp địch thì tản thật nhanh. Nếu bị phát hiện, lính mới không được nổ súng, để lính cũ bắn trước. Đi được khoảng 2 tiếng, bên sườn núi có tiếng đá rơi rào rào. Mọi người vội tản ra, mỗi người mỗi hướng. Không khí căng thẳng, thời gian như ngừng trôi. Bỗng một tràng AK rẽ lên, phá tan sự im lặng. Thằng Tạo, quê ở Phúc Thọ, sợ quá, tay díu vào có súng, không gỡ ra được. Bên tàu đã phát hiện ra ta, nhưng chưa biết số lượng của ta, và ta cũng chưa biết chúng thuộc đơn vị nào. Sau tràng AK lỡ làng, ta lập tức nổ súng áp đảo. Em mới hiểu tại sao chỉ có lính cũ được bắn trước. Tiếng điểm xạ đều giúp đoán trình độ tác nghiệp chiến trường. Lính mới thường bắn chẳng dài, vọt lên trời rồi im bặt. Riêng khoản điểm xạ, em bắn rất chuẩn. Lúc đó, bọn tàu nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi. Chúng có chừng một đại đội đang đánh răng rửa mặt buổi sáng. Em vừa bắn vừa di chuyển. Khoảng 10 phút sau, em hết sợ, máu căng phần phật trên mặt. Em bắn tiết kiệm đạn vì lấy đạn của địch là điều không tưởng. Bọn tàu bắt đầu ổn định, trung đoán ta không đông và triển khai tấn công. Vừa đánh vừa rút, bọn em chạy phía dưới, chúng chạy phía trên. Khi còn cách khe núi một quãng nữa, súng nổ rát mang tai. Em và mấy người nữa, trong đó có thằng Tạo, chặn lại cho mọi người rút lui. Mọi người nhanh chóng vượt qua khe núi, em và nhóm ở lại bình tĩnh chặn các đợt phản công của địch. Đạn còn lại khá nhiều, thằng Tạo dùng trung liên RBK, thằng Luyện dùng AK và khẩu M79, thi thoảng đệm một quả. Bọn em cầm cự khoảng một tiếng, thằng Luyện bị một viên đạn xuyên qua bắp tay, may chỉ vào phần mềm. Cái mũ sắt của em bẹp một góc, không hiểu bị bắn lúc nào, may mắn thoát chết. Khi biết anh em đã thoát khỏi tầm nguy hiểm, bọn em rút lui. Phía bên kia cũng ngừng tấn công. Em kiểm lại cơ số đạn dược, thấy còn đủ để đánh trận nữa. Thằng Tạo lấy một quả lựu đạn mỏ vịt, buộc vào sợi dây chuối chăng ngang đường đi. Năm thằng chạy nhanh qua hẻm núi, rồi dừng lại thở. Thằng nào mặt mũi cũng đen nhẻm vì khói súng. Bây giờ mọi người mới chú ý đến vết thương của thằng Luyện. Máu vẫn chưa cầm, gì gì chảy. Nó khát nước, em đưa cho nó cái bi đông. Uống được hai hớp thì em răng lại. Uống nhiều càng mất máu. Có tiếng lựu đạn nổ sau khe núi. Em bảo mọi người nghỉ. Tiếng nổ cho thấy bọn tàu đã vượt qua khe núi, cần rút nhanh. Bọn em tính nhầm, đường về Việt Nam khoảng 2-3 km. Trèo đèo lội suối vòng vo đến 10 km. Đi nhanh chỉ hết 2 tiếng. Dọc đường, bọn em bình luận lính Sơn Cúc của tàu thua xa quân dân tự vệ của mình. Bên kia sườn núi có hai con đại bàng lượn vòng. Em hiểu rằng có người ở đấy. Thảo nào bọn nó ngừng tấn công để triển khai các mũi bắt sống anh em. Em bảo mọi người dừng lại hội ý, tình hình không thể đi qua con đường trước mặt. Hai bên là núi đá, vách dựng đứng, tiến lên không được, lùi lại không xong. Anh em ngồi xuống phiến đá, ngó nghiêng tìm chỗ nấp. Cuối cùng, đánh nhé, chết thì thôi, cả năm anh em chưa ai lấy vợ. Chết rồi, bố mẹ khóc một ngày là nguôi ngoai. Thằng Luyện có người yêu rồi, lúc nhập ngũ có ăn nằm với cô ấy, không hiểu có đậu giọt máu nào không. Nó sụt sịt ngồi khóc. Anh em chia nhau đạn, nói lời vĩnh biệt. Thằng nọ mong thằng kia sống để về chăm dưỡng bố mẹ. Cứ hy vọng thế thôi, chưa ai cũng cầm chắc cái chết. Sau màn chia tay, mỗi thằng vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Em nghĩ ra kế đi ngược lại chỗ bọn tàu, ít ra thoát được trận này. Tất cả đồng ý, giấu bớt súng đi chạy cho nhanh. Đi một lúc thì gặp bọn tàu, chúng đi không nhanh, không lục soát dọc đường, nghĩ bọn em đã chạy xa. Chúng đi qua chỗ năm thằng nấp mà không ai biết. Em bảo mọi người quay lại chỗ chúng đóng quân hôm qua, trốn đấy an toàn nhất. Khi trở lại khe núi, chỗ quả lựu đạn nổ không có vết máu,
bọn em thận trọng leo lên lưng chừng núi, thấy mười mấy cái xác, tiếng la hét đau đớn vọng ra. Thằng Vinh bảo trèo lên phía trên bọn tàu rồi kiếm hốc đá nào ẩn náu. Em bảo xuống thấp hơn, khéo vẫn theo dõi được mà lại an toàn hơn. Bình thường chắc mấy thằng phải cãi nhau òm tỏi, tranh nhau ai bắn chúng, nhưng giờ không ai còn tâm trí để đùa. Bọn em kiếm hốc đá ẩn tạm vào, giờ lương khô ra ăn. Lương khô chỉ có một ngày, không dám ăn nhiều, sợ phải ở lại đây vài ngày cho đến khi bọn tàu rút lui. Đến chiều, hai cánh quân gặp nhau rút về, nói oang oang. Em không hiểu tiếng tàu, mọi người muốn rút luôn, nhưng em cẩn thận quyết định ở lại thêm đêm nay. Đêm đó, anh em thay nhau gác, mệt đờ đẫn nhưng không dám ngủ. Sáng hôm sau, lính tàu rời doanh trại đổi ca, nếu đêm qua mò mẫm rút, chắc bị tóm sống. Ngày hôm đó dài nhất đời em, như 100 tiếng, thằng Luyện mất nhiều máu, yếu lắm rồi. Thằng Tạo thì cứ trước trận lại hay ti dỉn ra quần. Thằng Vinh tựa đầu vào tảng đá ngủ mơ, cười tủm tỉm. Thằng Minh ngồi im, mắt mở thao láo. Em động viên tinh thần mọi người, bảo rằng rừng núi Đại Ngàn mịt mùng thế này, bọn khựa tìm chúng ta sao được. Em là thằng ít tuổi nhất bọn, nhập ngũ khi 17. Ngày về đơn vị huấn luyện, em đánh từng thằng bắt nạt, bị thuyên chuyển sang đơn vị chiến đấu. Nhưng anh em nể phục, tin yêu, bảo gì nghe nấy. Em bảo thằng Minh đưa lựu đạn, sợ nó nghĩ quẩn, đến lúc này phải sống để về. Mọi người đói lả, em bảo ăn hết lương khô để lấy sức về Việt Nam, tối nay em sẽ kiếm đồ ăn dự trữ. Thằng Vinh nghe thấy thế, cười rạng rỡ. Em bò xuống khe lấy nước cho anh em. Mấy thằng tàu đang tắm dưới suối, súng đạn vứt đầy trên bờ. Nếu không sợ bị lộ, em cắm một băng, máu bọn tàu sẽ hòa với nước suối. Buổi chiều, chúng lại đổi quân, quyết bắt sống anh em. Em lầm bầm may quá, bọn này là lính sơn cước, nhanh nhưng hơi bị ngu. Gặp lính biên phòng dùng chó nghiệp vụ thì bọn em không thoát được. Tối đến, em quyết định đột nhập doanh trại bọn tàu kiếm cái ăn. Định mặc mỗi quần đùi nhưng thấy không ổn, em lại mặc quần áo vào. Bọn tàu đang ăn tối, mùi thức ăn bay ra làm em nuốt nước bọt ừng ực. Một thằng đứng ngay cạnh em, cởi khuy quần, đái tổ tổ. Em không dám thở, sợ nó nghe thấy, tay nắm chuôi dao, tay kia sờ vào lưỡi. Nếu nó nhìn thấy em, chỉ cần một hành động bất thường, em sẽ thịt nó ngay. May quá, nó đái xong rồi vào lán. Em bò vào gần bếp dã chiến, mắt hoa lên vì thịt hộp, lương khô. Em lấy một cái túi bẩn, cho đồ ăn vào, bò ra. Liều quá, nhưng chắc chúng nó không chú ý. Xuống đến nơi, mấy anh em mồ hôi vã như tắm, lo lắng chờ em. Em pha trò nhưng không ai dám cười. Em dùng lưỡi lê mở hộp thịt bón cho thằng Luyện. Nó nhai mãi không nuốt được, em đành cho nó húp nước thịt. Tay nó đã cầm máu nhưng nhiễm trùng, sưng to, người nóng hầm hập. Lại một đêm không dám ngủ. Em bị bệnh nghiến răng, tiếng nghiến vang cả cây số. Em ngồi tựa vào vách đá, mở mắt trừng trừng, thi thoảng cái đầu lại gật xuống, mũi lê đâm vào trán thì ngủ ngay. Đã sang ngày thứ tư bên đất tàu, chúng vẫn đổi quân phục kích. Em bảo mọi người cố chờ nốt hôm nay. Nếu tối nay chúng rút về, bọn em sẽ rút trong đêm. Ban ngày, anh em chia nhau cảnh giới. Đến chiều, thằng Vinh lay em dậy, bảo ra xem, lạ lắm. Em trườn ra ngoài quan sát, thấy bọn tàu tăng thêm quân. Nhiều thằng bị thương, đi đứng tập tễnh. Chúng đang khiêng xác, nhiều lắm. Bọn này chính là bọn tấn công điểm cao mà trung đội em sẽ đánh vu hồi. Em lo, trung đội không biết có kịp về tập kết để táng nhau với bọn này không. Em trở lại vị trí, trao đổi tình hình với anh em. Có khả năng bọn tàu thương vong sẽ rút đêm nay hoặc sáng mai. Cũng có thể đại đội Sơn Cước đang đóng trên kia là lực lượng hỗ trợ. Suy đoán không chính xác nên cố thủ ở đây. Cũng có thể cả đơn vị này nhập vào một, củng cố đội hình, lấy địa điểm này làm căn cứ để tiếp tục đánh lấn sang đất ta. Em bảo thằng Vinh lên theo dõi, thấy chúng đang thu dọn. Đến chiều, chúng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển quân. Em bắt đầu lo, thương binh giống như bò trong lều quân y, bọn nó vẫn đổi ca đi phục kích. Tối hôm đó, mọi người ăn tiếp chỗ thực phẩm lấy trộm của bọn tàu. Do chúng đông quá, em không dám mạo hiểm trộm thêm. Một đêm căng thẳng không ngủ trôi qua. 4 giờ sáng, thằng Tạo lay em thì thầm. Bọn tàu đang rút, chúng đang xuống núi, cách xa bọn em cả trăm mét. Em hội ý nhanh, quyết định rút theo đường vòng qua quả núi kia để chủ động đánh vượt mặt chúng. Đạn dược còn đủ, nhưng thằng Luyện bị thương mê man. Em bảo thằng Tạo và thằng Vinh dìu nó, khi gặp địch thì quăng vào hốc đá rồi đánh. Đi được 2 tiếng, trời đã sáng rõ. Em phát hiện ra bọn phục kích, khoảng hơn 10 thằng đang tập thể dục. Chúng mất cảnh giác, không ngờ bọn em đi được này. Em ra hiệu mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi cho Luyện. Nó tỉnh dậy, thều thào xin quả lựu đạn, chỉ đủ sức dùng răng cắn chốt nếu có mệnh hệ gì. Em cay sông mũi, nhưng không còn thì giờ nữa. Em nhanh chóng tìm vị trí chiến đấu,
các thằng khác cũng như vậy. Cả bốn thằng cùng đồng loạt nổ súng vào hô xung phong, áp đảo. 5-6 thằng tàu gục ngay sau loạt đạn đầu tiên. Lũ còn lại nháo nhác, có thằng đang nghị không kịp kéo quần. Bọn em bình tĩnh tiêu diệt từng thằng. Bọn tàu bắn trả, đạn đập bùm bốp vào vách đá. Thằng Tạo ném lựu đạn, tiếng nổ làm vài cái mũ bay lên. Bọn tàu bất ngờ không kịp trở tay. Trận đánh kéo dài 20 phút, mấy thằng tàu còn sống bắn hết đạn, không dám bò ra chỗ để đạn. Chúng cởi áo may ô, mắc lên đầu súng xin hàng. Chúng không dám đợi viện binh từ phía bên kia núi. Em bảo thằng Tạo và thằng Minh bắn hiểm trợ, em và thằng Vinh bò ra bắt chúng. Đầu tiên, em vứt hết vũ khí đạn dược của chúng xuống vực. Sau thằng đá, có 6 thằng khựa, mặt mũi tái mét, run rẩy. Có thằng vẫn đang mặc quần đùi, chưa kịp lấy súng. Thằng Vinh bảo bắn hết chúng nó đi, trừ hậu họa. Em bảo không được, chúng là tù binh. Em bảo Vinh trói chân trói tay bọn nó lại, gài một quả lựu đạn, rút gần tuột chốt vào nút trói. Chúng mà gỡ, chốt tụt, không chạy được. Em ra hiệu rút nhanh. Theo như dự tính, khoảng một tiếng sẽ gặp nốt toán còn lại. Lần này, đánh sẽ gay go hơn vì chúng nó cũng chủ động. Không đầy một tiếng, cánh quân kia xuất hiện, không đông như toán trước, nhưng chúng tiến cẩn thận hơn, tìm địa thế ẩn nấp. Em ra hiệu cho mọi người tản ra. Đầu tiên, bắn rát xung quanh toán quân, khiến chúng co cụm lại. Em sẽ dùng M79 phệt cho chúng chết cô bầy. Mọi việc diễn ra như mong muốn. Nhóm đầu tiên vụt một quả M79 chơi 6 thẳng. Bọn còn lại biết bên ta có hỏa lực mạnh, chúng không co cụm nữa. Chúng có một khẩu trung liên, khạc đạn điếc nhĩ. Chúng có độ 5 tên, như vậy là tương đối cân bằng lực lượng. Bây giờ cứ thong thả mà đánh, bọn viện trợ có tới được cũng phải mất nửa ngày đường. Trận chiến căng thẳng, lựu đạn hai bên đều không nhắm tới. Em lấy cái mũ sắt cướp được của bọn tàu, đội lên đầu súng, thò một chút xem sao. Lập tức, đạn va trong choang, tay run bần bật. Em tinh kế chuyển ra chỗ khác, đang suy nghĩ thì chợt nhìn thấy khe hở giữa hai phiến đá, to gần bằng cái bát. Em kê súng vào khe hở tìm mục tiêu. Thế em không bắn, mấy chú nhấp nhà nhấp nhổm, có lúc thò cả nửa đầu lên khỏi chỗ ẩn nấp. Em bình tĩnh ngắm, nín thở bóp cò, cái đầu bật ngửa ra đằng sau, tiếng mũ sắt đập vào đá kêu loảng xoảng. Bọn tàu thấy vậy vội thụt xuống. Anh em vội trồi lên lấy đường ngắm trước. Thế thượng phong lại thuộc về ta. Trải qua 5 ngày trên đất giặc, người lính đã trải nghiệm những khốc liệt và gian nan của chiến trường. Đối mặt với hiểm nguy và cái chết, họ phải chiến đấu ác liệt, truy đuổi và thoát khỏi sự truy bắt của địch. Trong những lúc nguy hiểm nhất, tình đồng đội trở nên quý giá, giúp họ chia sẻ lương thực, nước uống và động viên tinh thần. Những kỹ năng và chiến thuật chiến đấu được học hỏi và áp dụng hiệu quả, từ cách sử dụng súng, ném lựu đạn đến di chuyển và ẩn náu. May mắn cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Tinh thần chiến đấu và quyết tâm không bỏ cuộc dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất đã giúp họ giữ vững tinh thần và tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, sự trở về của họ là minh chứng cho sức mạnh của ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần không khuất phục, để lại dấu ấn sâu đậm về lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Những trải nghiệm này không chỉ là bài học quý giá mà còn khắc sâu trong tâm trí họ về ý nghĩa của sự hy sinh và tinh thần đồng đội.